Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình là 69 Gaming. Như anh em đã biết thì bên cái phiên bản Genny chuẩn bị ra mắt đó chính là Luffy Gear 5 anh em ạ. Còn bên phiên bản Gomu thì nó có tên là Luffy Deka. Thì đây là một cái con Luffy, nói chung là có cái tạo hình tổng thể nhìn chung khá đẹp, ngoại trừ hai cánh tay anh em ạ. Nè, tự nhiên hai cánh tay xấu vãi chưởng anh em ạ. Giống hệt như cái cánh tay mà khi Luffy nó biến thành Gear 4 hoặc là Luffy hình như là Luffy Gear 4 hình như là cái tay nó cũng na ná vậy thì phải anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi về con Luffy đây hai cánh tay nè, nhưng mà cái kia nó nhỏ hơn anh em ạ. Cánh tay của Luffy Deka nó nhỏ hơn nha, thay vì để màu trắng luôn thì có vẻ như thế sẽ đẹp hơn chứ anh em. Ok, quay trở lại với con game Sunny thôi anh em ạ. Hôm nay cái tiêu đề chính của anh em ta chính là con Sunny này nó sẽ ra mắt cái con tướng Luffy Deka. Và ở bên đây nó có cái tên gọi là Luffy Gear 5, nó thay luôn cả cái hình nền bên ngoài luôn nè anh em. Đó, thì bây giờ anh em ta sẽ cùng nhau vô soi đỡ nha. Hiện tại bây giờ thì mình thấy nó chưa có vô trong truy nã này mà. Hiện tại thì nó chỉ mới mấp mé, nó đã xuất hiện ở trong cái danh sách tướng rồi với cái tên gọi là Luffy Gear 5 nhé anh em. Luffy Gear 5 đó, nó là Gear 5 Luffy đây, y hệt nha anh em. Đó, nói chung là cũng y chang thôi. Bên đây thì nó ra hơi chậm hơn so với cái bên phiên bản Gomu điện ra trước anh em ạ. Đó, đây mình nghĩ chắc nó sẽ có cái giá là 12k tiếp anh em ạ. Sẽ có giá 12k và con Yogo Asuga mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở trong 4 tiếng thôi, nó sẽ reset 4 tiếng, nó sẽ reset lại và nó sẽ xuất hiện ở trong đây. Và mình không biết là nó cần bao nhiêu vé để có thể đổi lấy được con Yogo anh em. Yogo Asuga mình nghĩ chắc khoảng 15 vé quá anh em. Nếu 15 vé thì nó cũng hơi khoai nha anh em. Rồi bây giờ anh em ta sẽ cùng nhau test thử con Luffy Deka nhé anh em. Luffy Gear 5 thì phiên bản Sunny. Để con tướng này thì nó có mạnh hay không. Đây là một bộ skill của con Luffy nha anh em. Wow, khá là xịn sò đấy mà. Đó, khá đẹp. Hiệu ứng sét này chứ kiểu ôi, bay lâu vãi chữa này mà. Bay biết lâu mới đắm xuống nha anh em. Thôi bây giờ anh em ta sẽ soi tới cái skill đầu tiên nha. Lôi quyền quỷ diệt. Tụ lực tại chỗ rồi nhảy lên cao, tung ra cú đấm người cao su mang đặc tính lôi điện, gây cho tất cả cái địch phía trước sát thương theo phần trăm HP tối đa. Nếu HP cái địch dưới 10% sẽ tiêu diệt ngay lập tức nha anh em, tắt sát luôn nha. Cái địch bị đánh trúng sẽ bị điện kích chịu sát thương phần trăm 5 giây. Điện kích chịu sát thương phần trăm trong 5 giây nữa hả? Là sao ta? Phần trăm xóa tất cả trạng thái xấu của bản thân. Kỹ năng này chắc chắn trúng anh em, gây sát thương bằng 26,9% HP tối đa. Điện kích tổng gây sát thương bằng 8,9. À, cái điện kích là bên dưới nha anh em, cái điện kích bên dưới. Đó. Rồi tiếp theo sẽ là cái skill thứ hai, loạn kích. Loạn kích lôi điện, hội tụ lôi điện trên tay ném vào phía trước, lôi điện sẽ nổ và gây sát thương tất cả các địch 5 lần sát thương theo phần trăm HP tối đa nha anh em. Và phá hủy năng lượng gây câm lặng, hơi silent luôn mới ghê chứ anh em. Trong thời gian dài không thể hồi HP và năng lượng luôn. Bản thân hồi năng lượng sau khi lôi điện nổ xong, đòn cuối cùng đẩy lùi các địch đến tận gear. Kỹ năng này chắc chắn chúng không thể chống đỡ trong thời gian thi triển. Kỹ năng bản thân sẽ không chịu sát thương. Một lần gây sát thương theo 4,5% HP tối đa, phá hủy 208 năng lượng. Tỷ lệ câm lặng tăng theo cấp kỹ năng, cao nhất khi địch cấp 79 trở xuống. Hồi năng lượng là 208 nha anh em. Wow, cũng khá khét chứ anh em, skill quá là bá luôn anh em. Còn skill thứ ba là loạn kích trời thiên sấm sét. Wow, cái tên dài dòng vãi. Chớp mắt xuất hiện trước mặt cái địch yếu nhất, tiến hành tấn công nhanh, gây 5 lần tấn công theo phần trăm HP tối đa và gây câm lặng. Sau khi đánh trúng không thể hồi sinh. Nếu mục tiêu, ôi trời, ngăn cái địch hồi sinh luôn mới ghê chứ anh em. Dạng này nó có khả năng là khống chế mấy con tướng có khả năng hồi sinh anh em. Nếu mục tiêu tử vong sẽ thi triển kỹ năng này thêm một lần nữa. Nếu mà skill này tiêu diệt được cái địch sẽ thi triển thêm skill này thêm một lần nữa nha anh em. Xếp luôn. Ôi ôi quá đã. Một lần gây sát thương bằng 6,3% HP tối đa, tỷ lệ câm lặng tăng theo cấp kỹ năng luôn. Wow, hai skill không lặn luôn mới ghê chứ anh em. Cái này là skill hình thái Deka, bản thân chịu sát thương không vượt quá phần trăm HP tối đa. Khi Luffy có mặt trên trận đấu sẽ cổ vũ tất cả đồng đội, khiến tất cả đồng đội mỗi giây hồi 1% HP. Khi sắp tử vong có thể hồi sinh một lần và hồi nhiều HP năng lượng. Bản thân biến thành khổng lồ, miễn dịch sát thương trong một khoảng thời gian. Hiệu quả nội tại là đánh thường có 5% tỷ lệ gây choáng cái địch. Ôi trời ơi, đã câm lặng người còn gây choáng nữa chứ. Hiệu ứng gì nhiều vãi nè anh em. Nội tại sát thương phải chịu không quá 18,1% HP tối đa. Sau khi hồi sinh hồi phục 37,9% điểm HP và 416 năng lượng nhé anh em. Quá ghê gớm anh em à. Để mình xem được cái skill biến khổng lồ là skill nào đi. Mình nghĩ chắc là bay lên đón xuống khoát anh em. Đây chắc này nè anh em à. Ui bay lâu phải chữ này, nó bay lượn vòng rồi sau đó nó quay trở lại nó đóng hay sao anh em. Đó anh em thấy không.
mất khá là nhiều thời gian để em nó comeback trở lại. Rồi, ta bây giờ này chúng ta sẽ cùng nhau soi tới cái con này khi mà đem vô đi đánh đấm thì sẽ như thế nào, nhưng mà không biết con Luffy này có đang trang bị đồ đạc thế ơi, đồ đạc của bắp vải trưởng không có được sử dụng trong cái đội hình meta nha anh em. Con Luffy Gear 5 này nói chung là mình nghĩ là một cái con tướng mà anh em không nên vội vàng, không nên hấp tấp mà sử dụng hết cái giá nạp của mình để mà đổi em ở đâu anh em à. Đó là theo cái ý kiến của mình nha. Còn ý kiến của anh em thích thì có thể đổi, còn không thích thì cố gắng nhịn đi. Hình như là sau con này anh em ta sẽ chờ đón một cái nhân vật hình như là con King phải không anh em? Để mình vô trong đây mình xem thử, mình tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Con King hay sao anh em à? Không, phải không anh em? Ở đây thì có con gì, là để mình xem thử có con gì ta. Tự nhiên mình học lúc đó mình không nhớ anh em à. Mình không nhớ là lúc đó nó sẽ tiếp theo sẽ là con gì. Mình nhớ mang máng hình như là con King ở đây anh em ơi. Luffy tứ hoàng có gọi là con King nè. Rồi sau đó là chắc chắn sẽ ra gâu trắng hay gì, gâu trắng là tới Rayleigh thì phải. Tới gâu đen rồi tới gâu dơ, chỉ còn vài con tướng anh em à. Còn mấy cái con này á là thuộc dạng kỷ niệm rồi anh em à. Ha. Gâu trắng, gâu dơ là mấy con này thuộc dạng kỷ niệm anh em. Này, 1 2 3 4 5. Nó chỉ là những cái con tướng làm lại từ cái con tướng cũ thôi anh em, và nó phối thêm cái bộ skin mới thôi anh em, dạng kỷ niệm dành cho mấy anh em nạp người cũ thì phải anh em. 20.000 kim cương. Ủa, 20.000 kim cương là nhiêu ta? Ủa, 20.000 kim cương, không phải, hình như 20 triệu thôi anh em chứ không phải là 20.000 kim cương nha. Rồi ok, thôi bây giờ anh em ta sẽ cùng nhau vô test thử cái con tướng Luffy Nika thôi anh em. Luffy Nika, bây giờ mình sẽ đổi con tướng nào vô cái đội hình bây giờ trời. Rayleigh hả? Ôi ôi, giờ chả biết thay vô trong đội hình mình thay vô con nào nữa anh em à. Mình sẽ gỡ hết đá của Rayleigh ra nha, bảo vật của Rayleigh là gì? Tóc. Ok, mình sẽ gỡ hết ta món tóc của Rayleigh, mình sẽ đưa cho con Luffy luôn đi anh em à. Con Luffy này mình không biết nó sẽ gắn những cái bảo vật gì, nó đa số là sử dụng skill là chính anh em. Nếu mà đa số là sử dụng skill thì mình nghĩ là sell năng lượng thì nó sẽ ok hơn anh em. Để mình vô trong phần đấu trường, mình sẽ xem thử cái bảng xếp hạng, xem thử là những bạn top này có ai sử dụng Luffy Nika hay không. Không anh em ơi, là mấy con này đâu không anh em à. Mấy con meta xịn xịn giờ không à, mình kéo xa xa xuống dưới xíu nha. Ui, không ai có chứ anh em ơi. Ôi ôi, nói chung là nó cũng bị nép đi khá nhiều anh em mà không ai sử dụng luôn á, cho nên là bây giờ cũng chả biết nó sử dụng cái món bảo vật gì luôn anh em. Trước mắt thì mình sẽ đeo full tóc cho em đi anh em. Luffy đâu mất tiêu rồi ta. Luffy Nika đây, có cả Luffy có cả Luffy kia Luffy Tago nha anh em. Luffy Tago nha. Tóc đâu mất tiêu hết rồi ta. Ok, đây vào bóng tóc đã. Đó thì giờ mình sẽ đeo tạm thôi nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ vô đấu trường, mình sẽ giao lưu thử với lại một bạn rồi đó xem sao. Đội hình của mình hiện tại bây giờ là 720 hả? Mình sẽ thay cái con tướng lại cái đó anh em. Con Luffy Nika lên 7 được 760 anh em à. 760. Bây giờ mình sẽ quýnh với đại bạn nào bây giờ ta? Trời ơi. Khét vãi chữ, có cả Gozer nó mới ghê chứ anh em. Liệu cái team này có cân lại được không? Ủa nãy mình đâu cần phải xếp đội đâu anh em. Mình bỏ Luffy ra đi, mình sẽ đưa con Rayleigh vô hả anh em, Rayleigh vô. Rồi, mình sẽ quất các bạn top 3. Ôi, bạn top 1 kinh với ta. Bạn top 1 căng vải đây mà, bạn top 4 thôi đây. Bạn top 4 nãy mình quên xem lại cái đội hình bạn có đang có những cái gì nha anh em. Ôi ôi, búa già Rayleigh King anh em. Ok, bây giờ mình sẽ quất thử với cái đội hình này. Bỏ con Rayleigh ra, mình sẽ đưa con Luffy Nika vô anh em à. Luffy Gin 5 vô. Để mình xem thử liệu cái tem này có win được hay không anh em à. Wow, Luffy bên mình thì mất máu khá nhiều, mình không, mình thấy như là có những cái khả năng ngăn hồi máu nha anh em à. Ngăn hồi máu không thấy sai lần nha anh em. Trời ơi, rồi đây bên kia nó sắc con súng gì anh em à. Đúng là cánh tay phải của vua hải tặc nó có khác anh em à. Ui, Luffy bên mình trâu vải chưởng chưa chết nha anh em, trong khi đó King nó đã đi bắn muối rồi anh em à. Châu ông bà ông vải ơi. Còn Luffy Gear 5 nếu vẫn còn trụ lại nè. Hiện tại giờ còn lại Yamato cực châu. Rồi Luffy chắc ngắt rồi anh em. Sau cái độ châu thì Luffy nó không lại so với con Yamato anh em. Yamato châu vải trưởng nè. Châu bà chạy đâu anh em à. Châu kinh khủng khiếp. Bên kia có Rayleigh King này, bố già. Thêm Yamato là Uta nó mới ghê với anh em. Quá ngon. Ôi ơi, Uta nó châu vải anh em à. Đấy cho nó một căn năm luôn kìa anh em. Đừng nó win nha anh em. Chắc không win nổi đâu. Đúng vậy anh em à. Thất bại rồi anh em. Ê quên xem cái chỉ số đam nữa anh em. Để mình vô lịch sử mình xem thử đây.
một phút trước nè. Đây, để mình xem thử đây. Trời ơi. Ui, nó không có cho mình xem thử cái bản thống kê anh em. Có bản thống kê không ta? Đây. Tăng tốc lên ha. Không, không có bản thống kê rồi anh em. Rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ quýnh cái bản top 3 này. Trời ơi, bản top 3 này căng quá. Ôi, hết lượt rồi. Mình xin phép mình tiêu 50 kim cương nữa đi. Bản top 3 này căng quá. Chắc mình nghĩ là không huyên nổi đâu anh em à. Bạn thấy có cả loser nữa, ghê chứ anh em. Wow. Ôi, ông loser ông chạy từ đây, ông chạy qua tới cuối bản đồ luôn anh em à. Ông chạy đến cuối bản đồ luôn kìa. Trời ơi là trời. Đừng có nó win cái team mình nha anh em. Trời ơi, loser của hải tặc của các anh em nè. Đã bị một cái team cuộc bóp tiêu diệt anh em à. Vua hải tặc thì tầm này nữa, để mình xem được cái chỉ số đam của con tướng của mình xem được như thế nào đây. Wow, đam khá bé này mà đam thua cả Uta nữa, trong khi đó King đam khá căng nha anh em. Yamato tới King. Ôi lòng King tới Yamato nha anh em. Wow, King có vẻ như ngon anh em à. Chắc là đợt này sẽ để dành rồi, sau đó mút con King cho nó gánh tem luôn mới phê chứ anh em. Bây giờ mình sẽ cầm con này để đi. Chắc là đậu mình nghĩ chắc cũng full rồi anh em à. Đâu rồi ta? Ủa, full chưa ta? Hình như là full rồi anh em mà, đã vượt ải 4.000 rồi anh em à. Đâu còn ải nào để mình đi với đâu anh em. Cái này thì đấu lại cần phải reset rồi. Mình sẽ không có lột đồ luôn anh em à. Trời ơi, mấy cái tem này tôi biết gì anh em. Ấy, liệu mình con Luffy game Nika này có win được cái tem bên kia luôn không ta? Ôi, có cả cái đảo vô nữa kìa anh em. Cái này thì mình không biết là sẽ gắt cái chiếc thuyền nào bây giờ ta. Thuyền phản đam. Mình chắc là lấy chiếc thuyền này thôi anh em. Thuyền này, thuyền Kid bậc 2 á. Thuyền Orochi bậc 1 thôi anh em à. Thôi, mình sẽ lấy chiếc thuyền kia đi. Hay, một mình Luffy, Nika liệu có căng luôn được cái team này không anh em. Cái team này ở trong cái đại hải trình nói chung là cũng mạnh lắm anh em à. Trời ơi, wow. Chịu không nổi rồi anh em à. Chịu không nổi rồi. Xin mình sẽ thêm đem, ôi trời, biến thành khổng lồ này anh em. Đây là cái trạng thái biến thành khổng lồ của Luffy Nika nha anh em. Và sau khi biến xong thì chết. Chết nhưng vẫn nở nụ cười tươi gói anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ cầm con ôi chết rồi. Hồi nãy mình quên thoát ra để mình xem thử. Liệu con King một mình nó có thể là cân được 5 con kia bên kia luôn hay không nha anh em. Pẹt pẹt pẹt. Trời ơi, nó đốt bên kia chín luôn anh em à. Có trái chuối thôi mà nó cũng nướng nữa anh em. Thành bên kia thành chuối nướng hết luôn rồi anh em à. Quá dữ anh em ơi. Wow, King nó ra skill phun lửa liên tục anh em à. Thanh kiếm lửa. Ôi ơi, một mình cân nắm luôn kìa anh em. Luffy Nika chịu không nổi anh em à. Luffy Nika chịu không vô được miếng nào luôn. Ôi, lên được cái bạc khung có diện tím tím ngoài vậy chúng ta. Này, cho anh em chiêm ngưỡng lại thêm con King thêm một lần nữa anh em à. Quá ghê luôn anh em à. Hiện tại thì bây giờ ta chưa vô được một giọt máu nào nha anh em. Quá đỉnh anh em. Ê, anh em muốn ta quên mất cái video này anh em ta làm về con Luffy Nika chứ phải làm về con King đó anh em. Rồi, hit 3 lên cho nó nhanh mới được. Anh em ta tập trung về con Luffy thôi. Vô máu nha anh em. Yamato, hai Odin anh em à. Odin Real với lại Odin Fake. Ơi ơi, Odin Fake đứt bóng quá nha anh em. Hoặc lại Odin Real chết sao. Wow, quá là ghê anh em à. Đỉnh cao luôn anh em. Đó, thì đó là Luffy Nika. Luffy Nika của anh em. Giờ anh em ta sẽ quay trở lại với cái con ạc của mình. Mình sẽ vô mà sẽ tìm những bạn nào có Luffy Nika để mình giao lưu cho anh em xem thử. Sau 8888 lần làm mới thì mình cũng không phát hiện được cái team nào có Luffy Nika để mà vô giao lưu cho anh em xem. Có Luffy Tứ Hoàng, con này con kia thì có, nhưng Luffy Nika thì kiếm không ra anh em à. Không có anh em nào đưa vô trong cái đội hình của mình hết anh em ơi. À, vậy thôi, chắc là mình sẽ giao lưu lại cái team có con Luffy Tứ Hoàng đỡ thôi anh em. Luffy Tứ Hoàng nè. Đây, bây giờ mình sẽ giao lưu thử xem là cái đội hình mình có win được cái đội hình có Luffy Tứ Hoàng hay không nha. Khi mình thấy là con Luffy Tago nó vẫn ngon anh em à. Nếu mà solo với lại Luffy Tứ Hoàng thì Luffy Tago ngon hơn anh em. Solo thì Luffy Tứ Hoàng chịu không nổi Luffy Tago đâu. Anh em cứ việc nuôi Luffy Tago bên nguyên bản sinh đi thôi. Đó, ngon liền. Ai từ hạng 80 rồi anh em à. Rồi ok, thì đó là xương xương về con tướng mới Luffy Nika. Và anh em
xem thì có thắc mắc hoặc có ý kiến gì đó muốn mình làm thêm gì đó thì mình thì cứ comment bên dưới nha, mình sẽ làm cho anh em xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi, hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo về tựa game Sunny Burger. Gom mua điện thoại và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em quá nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.